Lục Đình úy, các ngài, hôm nay kênh Tây Thành bị sụp đê vỡ, xung quanh kinh thành gặp họa, hoàng thượng có chỉ, lệnh cho phủ Đình Uy niêm phong điều tra phủ thượng, giam thượng thư đô quan Thẩm Văn Kỳ, chờ thẩm vấn sau. Kênh Tây Thành bị sụp ư? Không, sao có thể chứ? Bản vẽ kênh Tây Thành do chính tay ta vẽ ra, chỉ mưa to mấy ngày mà đã có chuyện nguy hiểm như thế, việc này thật sự rất vô lý. Ta muốn tra rõ nguyên nhân trước, để tránh tạo ra tai họa lớn hơn. Mong Lục Đình úy khoan dung, trăm dặm kênh Tây Thành đã bị nhấn chìm, bây giờ thẩm thượng thư tới đó kiểm tra, e là muộn rồi. Nhấn chìm trăm dặm sao? Vậy thì dân chúng, không, ta phải đi xem sao? Ta phải đích thân đi xem. Cha, ta phải đích thân đi làm gì vậy? Không tuân theo ý chỉ, theo luật, tội tăng thêm một bậc. Vì kênh Tây Thành, mà hai năm nay, cha ta gần như không về nhà. Ông ấy chỉ nhất thời khi không chấp nhận. Sao Lục Đình úy phải ép uổng như vậy? Làm việc theo luật, sao lại nói là ép? Đừng nhiều lời nữa, nguyên nhân do đâu? Thẩm vấn là biết. Cha, Chân Nhi, ngươi thả ra, thả cha ta ra, thả cha ta ra. Lục Đình úy, Dương Tông. Cha, đừng lo, cha không sao. Bản vẽ của cha chắc chắn không sai gì hết. Lục Đình úy nhất định sẽ tra rõ sự thật. Đến lúc đó, cha sẽ được thả ra nhanh. Đưa đi, đưa đi. Chân Nhi, đừng lo, cha ơi, đừng lo. Cha ơi. Bỏ ra. Đứng lại, cha ơi. Chân Nhi, mau về đi. Các ngươi thả cha ta ra. Đi, mau về đi. Cha, lão gia. Đứng im, lão gia, lão gia. Thế tử, tào xé ruột gan. Thế tử, ngài tỉnh rồi. Thế tử, ta làm sao thế này? Đại phu bắt mạch xong nói bệnh của ngài là tâm bệnh, nhưng không tra được nguyên nhân, có lẽ là do gần đây mệt mỏi quá. Phía thẩm phủ thế nào rồi? Thẩm thượng thư Thẩm Văn Kỳ đã bị giải vào đại lao. Cả những tài liệu và sổ sách liên quan thành trong thẩm phủ đều đã được mang về. Phái người theo dõi Thẩm Chân. Vâng. Đuổi theo cho ta. Đứng lại. Đuổi theo, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Ngăn cô ta lại. Chạy đi. Đuổi theo. Đừng chạy. Chạy này. Ta cho cô chạy này, đứng lại. Đừng chạy, cô mẫu. Cô mẫu. Cứu con. Cô mẫu. Phu nhân. Dạt sang một bên. Phu nhân, ngươi đừng lại đây. Có biết giết người không? Nào, chém chỗ này. Nào, chém chỗ này đi. Nào. Nào. Ngươi còn lại đây, ta sẽ chết cho ngươi xem. Không phải cô còn muốn cứu phụ thân cô sao? Cô nỡ chết à? Dọa ta à? Cô phụ, có thể được Hứa Thị Lan thích, con may mắn biết nhường nào. Gì cơ? Con còn giả vờ trinh liệt gì nữa? Đi đi.
Con đàn bà chết tiệt. Không sao rồi, có ta ở đây. Ai đá ông đây? Lục Thời Nhiễn, ngươi làm hỏng việc tốt của ta. Có người tố cáo phủ bá tước giấu chứng cứ quan trọng tổng vụ án trên Tây Thành. Tố cáo ta ư? Lục Đình Úy có chứng cứ không? Không bằng không chứng mà muốn lục soát phủ bá tước của ta. Lục Thời Nhiễn không có chiếu lệnh tự ý xông vào phủ bá thể xử tội chết đấy. Tin ta đi. Lục soát, lục soát. Lục Thời Nhiễn. Lão gia. Độ Chi Thị Lan hứa uy cưỡng ép dân nữ, bắt đến phủ Đình Úy định tội. Lục Thời Nhiễn, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta? Ai trong các ngươi thấy ta cưỡng ép dân nữ hả? Đứng ra làm chứng cho Lục Đình Úy đi. Có không? Hứa uy, vừa nãy bổn quan tận mắt nhìn thấy. Ta chính là nhân chứng. Bắt đi. Vâng. Các ngươi. Lục Thời Nhiễn, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận đấy. Ngươi nói gì đi chứ? Đi. Ngươi buông ra. Buông ra. Thả ta ra. Buông ra. Không sao rồi. Không sao rồi. Đừng khóc nữa. Thế tử. Thế tử. Người đâu mau đến đây. Thế tử Lục Đình Úy rồi. Thế tử. Thế tử. Thế tử. Hay là không nói cho cô ấy đi. Chuyện liên quan đến thân của người ta, không nói có vẻ như không thỏa đáng. Ngài đã cảm thấy không thỏa đáng rồi. Nếu như ngài thật sự nói với cô ấy, thì có mà đau đến chết à. Mãi mới tìm được bản vẽ, tưởng là có thể được phụ thân. Kết quả hay rồi, bây giờ lại hôn mê. Nếu ngài thật sự nói với cô ấy không khóc hết nước mắt mới lạ. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Ngươi đi. Thế tử, xảy ra chuyện gì rồi? Thế tử, phụ thân ta sao rồi? Sao ông ấy lại hôn mê? Ngài mau nói cho ta. Đừng, đừng, đừng. Rốt cuộc có chuyện gì? Cô đừng khóc, ta sẽ nói đã. Cô đừng khóc, ta sẽ nói cho. Cô đừng khóc, cô đừng. Ngài mau nói cho ta có chuyện gì đi. Cô không khóc chắn sẽ nói cho. Phụ thân cô ở trong ngục, người ta hạ độc, nhưng được cứu giúp kịp thời. Ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Ông ấy nhất định. Ông ấy không được. Thật đấy, sẽ tỉnh. Cô hãy tin ta. Dương Tông, cô đừng khóc trước đã. Nghe ta nói, có người hạ độc Thẩm Thượng Thư, chứng tỏ ông ấy bị oan. Có người mong ông ấy nhanh chóng gánh lấy tội danh này, càng chứng tỏ bản vẽ là thật. Chỉ cần trình bản vẽ lên, phụ thân cô sẽ được cứu. Thật sao? Hôm nay đã để tỷ phu Lý Đệ của cô kiểm tra bản vẽ rồi, xác thực là của phụ thân cô. Vậy chắc là không có vấn đề gì rồi. Vậy thì tốt. Ngài làm gì vậy? Sao mỗi lần ta khóc, ngài đều có vẻ như rất ghét bỏ vậy? Cứ hễ cô khóc là ta sẽ đau lòng. Chuyện này chẳng phải vẫn như vậy sao? Không đúng, là đau tim không phải đau lòng.
thật sự đau. Như bị dao cắt vậy. Giống như thi thoảng có một bàn tay bóp nghẹt tim ta, khiến ta không thể thở được. Nếu cô khóc dữ dội, ta có thể ngất đi luôn. Cô từng thấy rồi đó. Chính là lần trước ở phủ Túc Ninh Bá. Lục Đình Úy, tuy ta chỉ là một tiểu nương tử, nhưng ngài xem ta đứa bé 3 tuổi thật hả? Ngài lừa ai vậy? Cô thử đi, khóc đi. Dựa vào đâu ngài bảo ta khóc? Ta bảo đừng khóc là đừng khóc. Cô đừng quên, bản vẽ đang nằm trong tay ta. Lục Thời Nghiễm, ngài vô liêm sỉ. Cay quá. Đừng khóc nữa. Cay quá. Đừng. Đừng khóc nữa. Cay quá. Ngài làm sao vậy? Ngài bị bệnh hả? Đừng khóc nữa. Người đâu? Ngài ấy phát bệnh rồi. Thế tử, mau dìu thế tử. Dương Tông, từ từ thôi, đừng làm thế tử bị thương. Đi, đi. Hình như ngài ấy đau thật. Thẩm Chân, không được ăn. Thế tử cẩn thận. Không được ăn. Không được ăn. Thế tử, cẩn thận nữa là ta bịt miệng cô lại đó. Thế tử, đưa cho ta, bỏ ta ra. Ngài đừng qua đây. Đưa đây, đừng qua đây. Cô đừng khóc nữa. Hình như có tác dụng thật. Cô dám? Ngài xem ta có dám không? Điều kiện là gì? Ta muốn gặp cha ta. Nghi phạm của vụ án này không được vào thăm. Được rồi, được, được. Ta đồng ý với cô. Ta đồng ý với cô. Thanh Khê, ngài ấy đồng ý rồi. Thế tử, thế tử, tốt quá rồi. Nương tử, tạo nghiệp quá. Tịch Thu chày cối. Nương tử, hóa ra còn có thể làm vậy sao? Cay quá. Có đáng không? Đáng ạ. Không được, không được, không được. Thế tử, chẳng lẽ Thẩm nương tử này lại nghiên quyết gì đó làm ngài đau tim? Thẩm Chân, chẳng phải cô muốn gặp cha cô sao? Giờ ta đưa cô đi. Hôm nay không đi nữa vậy. Không được nhìn. Cô biết có câu, giết địch 1000, tổn thất 800 không? Đi lấy tiêu tán hoàng cười cho cô gì ấy. Mà cười, đi, đi, đi. Ngày mai, đến ngự sử đài với ta. Được. Sau đó đi cùng ta tới một nơi. Đi đâu? Cô đi hay không? Xin tuân lệnh Đình Úy. Tự dưng cô lại biết phải học cách tôn trọng ta rồi hả? Sau này nhất định làm phiền Lục Đình Úy, nên ngoan ngoãn một chút vẫn hơn. Nếu không bị ép vào đường cùng, ta cũng sẽ không dùng đến tuyệt chiêu đâu. Lục Đình Úy cứ yên tâm. Thẩm Chân, ta nhớ kỹ bản mặt của cô rồi. Thế tử, trước đó có người chuyện ở hẻm con đường đã kẹt một canh giờ rồi. Ngay lúc Thẩm nương tử quay về, thế tử, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Ta đi gọi người không kịp rồi. Nhưng mà chúng ta không biết cô ấy ở đâu. Còn đường nào về Trường Biển? Có một đường nhỏ ở ngoài ô. Nương tử, đừng sợ. Lẽ nào nương tử tâm ý của Hứa Vi ta sao? Năm ngoái ta đã đến nhà để xin cưới hỏi. Cô chính là đại nương tử. Cưới hỏi nghiêm túc của Hứa Vi ta. Chỉ tiếc ta đã bị lão cha già không biết điều của cô đuổi khỏi cửa. Cô, có phải ngươi đã bày mưu vu oan cho phụ thân ta không? Đã đến lúc này rồi, nương tử còn moi tin từ ta sao? Cô đến đây đi. Ngươi đừng qua đây. Đừng qua đây.
Lục Thời Nhiễm, ngài còn không đến là ta chết chắc đấy. Đừng khóc nữa. Lục Thời Nhiễm, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu thế tử thích cô ta, có thể nói thẳng với ta, cần gì phải chống đối tác lần này đến lần khác. Không phải ta chống đối ngươi, mà là ngươi năm lần bảy lượt làm chuyện phạm ngươi. Ở nơi hoang vu vắng vẻ này, thế tử chỉ có chủ tớ hai người. Nếu không may mất mạng, vậy chỉ có thể xem là tai nạn thôi. Nếu thức thời, thì để cô ta lại, ta có thể xem như chưa từng gặp thế tử. Không sao đâu. Thứ không biết điều. Ngươi mau đứng dậy, xông lên. Ta bảo cô đừng khóc nữa mà. Còn khóc nữa, chúng ta đều chết đó. Đợi chút, Hứa Thị Lan, khoan đã. Chút nữa đừng ngăn ta. Lẽ nào nương tử nghĩ thông suốt rồi? Phải. Ta nghĩ thông suốt rồi. Chẳng phải Hứa Thị Lan cần thiết sao? Cứ hết lần này tới lần khác như vậy, là sao chứ? Mấy ngày trước, ta vẫn là con gái của Thượng Thư, phụ thân ta vẫn có thể bảo vệ an toàn cho ta. Nhưng nay phụ thân ta đã vào lao tù, Thẩm Chân không có nhà để về, bị người qua đường chửi rủa, còn bị Thị Lan làm nhục lần này tới lần khác. Sao, sao lại gọi là làm nhục chứ? Nói bậy. Thế gian này tuy lớn, thế tử, nhưng hình như lại chẳng có chốn dung thân cho tiểu nữ. Nếu mọi chuyện đều do ta mà ra, vậy hôm nay cứ để ta tự kết thúc đi. Không được đâu, Thẩm nương tử. Đừng mà. Chết rồi. Hứa Uy, ngươi nhận tội chưa? Ta nhận tội gì chứ? Là tự cô ta muốn chết mà. Mọi người đều thấy cả. Liên quan gì tới ta? Kẻ cưỡng bức xử treo cổ. Cưỡng bức không thành, ép người đến chết, chém đầu. Lục Thời Nhiễm, ngươi nghe xem, Ngườn Đường là một đình. Ngươi nói gì vậy hả? Con mắt nào của ngươi? Nhìn thấy ta làm chuyện phạm pháp, nữ tử này gặp kẻ xấu trong rừng. Hứa Uy, ta giữa đường chuyện ra tay bình giúp. Ai ngờ cô ta không chịu nổi lăng nhục. Liền tự vẫn chứ. Đi, đi thôi. Ê.
Không phải chứ, cô điên rồi à? Ta nghĩ ra cách cứu cha ta rồi. Ngô Châu, Thẩm Nương Tử, Lục Đình Úy, ta sai rồi. Mời dùng trà. Vậy đã bắt được nghi phạm chưa? Bắt được rồi. Là ai? Chủ mưu Hứa Uy. Hứa Uy? Lại là tên Hứa Uy đó. Phán quyết hắn thế nào? Chém. Thật sao? Vậy là ta tự do rồi. Ta có thể gặp tỷ tỷ. Chúng ta có thể đi Ngô Châu rồi. Nhưng không được gặp mặt ở Lý Phủ. Có thể gặp ở Bách Hương Các. Hơn nữa không được nói với tỷ tỷ bất cứ tin tức gì chúng ta có được, kể cả việc đi Ngô Châu. Hiểu chưa? Tại sao? Ngài đang lo lắng cái gì? Ý ngài là tỷ phu ta giới thiệu để Túc và Ninh Hứa Uy quen biết nhau, sau đó hợp tác với nhau bán ta cho Hứa Uy. Huynh ấy là tỷ phu của ta cơ mà. Còn có cô mẫu ruột và cô phụ của cô đó. Có nhiều lúc tính người hiểm ác vậy đấy. Không thể không đề phòng. Nhưng tỷ tỷ ta chắc chắn không như vậy, ta sẽ tin. Nhưng nếu cô ấy biết những chuyện này thì cô ấy sẽ thế nào? Vậy thì tỷ tỷ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Ta nói này, cô đừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc. Cô đừng khóc, ta xin cô đấy. Thẩm Chân, ta xin cô đấy. Thẩm Chân, cô đừng khóc. Cô còn khóc nữa thì ta sẽ ngất mất. Bái kiến Lang Quân. Đây là ý của ngươi à? Không, không phải. Ta đi tìm tiếp. Ta vẫn còn một điều chưa múa xong mà. Tiếc là ở đây không có cầm sư. Hơi thiếu âm sắc. Nhưng mà không sao. Ta đã nói là không đưa cô theo. Đợi ngài xem xong điệu múa của ta, biết đâu lại đổi ý. Đẹp lắm đấy. Đến một nữ tử như ta còn phải mê mẩn. Ta tìm thiếp, chứ không phải cái kiểu mà cô học. Vậy không phải uổng công ta học hay sao? Cô không cần phải tốn công nữa. Chuyến này nguy hiểm. Cô cứ yên tâm ở Trường Viễn ta là được không? Ngài tìm được người rồi à? Ngài có tìm được người phù hợp thì cũng chưa chắc là người có thể hoàn toàn tin tưởng. Ngài âm thầm đi tìm bản vẽ, chắc chắn sẽ nguy hiểm. Ta biết rất rõ mục đích của Đình Úy. Việc này cũng liên quan đến sự trong sạch của cha ta. Nhất định sẽ dốc hết sức mình. Ta tự có cách đối phó. Chẳng lẽ Đình Úy muốn vừa đối phó với đầm rồng hang hổ ở Ngô Châu, vừa đối phó với người bên cạnh sao? Hơn nữa, Lục Đình Úy, ngài đi rồi, một mình ta ở lại Trường Uyển. Ai biết được Hứa Uy kia ác đồng bọn hay không? Nhỡ đâu ta gặp nguy hiểm, ai sẽ bảo vệ ta? Từ sau khi cha gặp chuyện, ta cứ liên tục gặp sóng gió. May mà có ngài, ta mới có thể bình an sống đến bây giờ. Ngài nói Ngô Châu nguy hiểm, nhưng sao ta lại thấy ở bên cạnh ngài mới là an toàn nhất? Cô không đi không được. Trừ khi Đình Úy tìm nữ quan phù hợp. Nhưng các ngài chẳng thèm được người phù hợp. Thà chọn ta cho xong. Thứ nhất, ta biết vẽ. Nếu ngài phải tra án, ta còn có thể giúp ngài tranh nghi phạm. Thứ hai, Lỗ Bá Bá biết ta. Ông ấy nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ đưa bản vẽ cho ta. Ngài nói có đúng không? Đúng. Lục Đình Úy, ngài thấy ta nói có lý không? Thế tử, hình như cũng hơi có lý.
đi dọn đồ đi. Đa tạ Lục Đình úy, xem ra ta không uổng công học rồi. Thiếp thân cáo lui. Nghỉ chân hay ở trọ vậy? Bọn ta ở trọ, tới ngay. Đại xảo, qua phụ một tay, vâng. Nhiều đồ quá vậy. Bọn ta tự khiêng là được. Thất lễ quá. Đồ của quý nhân, thất lễ rồi. Ở đây có bao nhiêu phòng? Tầng 1, tầng 2 của bọn ta đều đang trống. Hay quá. Nhà trọ của cô, hôm nay bọn ta bao hết, đừng tiếp đón khách khác. Vâng, 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 hai vị, vừa nhìn đã biết giàu sang. Hai vị khách quan, chắc là đi đường mệt nhọc rồi. Đại xảo, mau đưa khách quý lên tầng 2. Vâng, mời các vị khách quan lên lầu, mời. Khách quan đi thong thả. Chuẩn bị nhiều món ngon rượu thơm đi. Yên tâm, đảm bảo khiến quý khách hài lòng. Mau chuẩn bị giết dê. Vâng, vâng, các vị khách quan mời theo ta. Hai vị khách quan nghỉ ngơi nhé. Sao vậy? Vừa bắt đầu mà đã bất ổn rồi sao? Sao lại không chứ, Lan Quân? Ta đến đưa nước. Vào đi. Lan Quân đi đường xa xôi vất vả, chỗ bọn ta cũng chẳng có gì tốt. Nước thảo dược ngâm chân này tốt lắm. Tiểu nương tử, cô không rửa chân cho Lan Quân sao? Thường xuyên làm, đêm nào cũng làm. Để ta đốt hương cho phòng hai người. Cử đi khí ẩm trong phòng. Quả thật đi đường vất vả. Ngâm chân là sướng nhất, thư giãn gân cốt. Hôi quá. Thôi chết được. Tự cởi đi. Lan Quân, có phải nước nóng quá không? Có cần ta lấy nước mát lên không? Không nóng, vừa đủ. Nóng mới thoải mái, đúng không? Thế thì tốt, thế thì tốt. Lan Quân, có thoải mái không? Thoải mái vô cùng. Thoải mái thì tốt. Ta xuống lầu chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Hai người ngâm lâu chút nhé. Làm phiền cô quá. Làm thiết, ngay cả rửa chân cũng không được. Không chỉ thế, còn phải rửa chân cho ngài nữa. Thẩm Chân à, cô có biết cách sống của thiếp không? Sau khi mẫu thân ta qua đời, ta chưa từng cưới thê nạp thiếp. Nhà ta không có nếp sống đó. Đặt lại điều kiện với ngài. Lại đặt điều kiện với ta sao? Đúng, bất kể những người thiếp khác làm gì, ta sẽ không làm những chuyện này đâu. Ta là quý thiếp, là quý thiếp mà ngài khăng lắm mới có được. Ngài phải cưng chiều ta. Thẩm Chân ơi, Thẩm Chân, bước ra khỏi nhà là cô trở mặt rồi. Lúc trước cô bảo bắt cô làm gì cũng được, mỗi lúc mỗi khác. Bây giờ ta là thiếp duy nhất của ngài, ngài phải trân trọng ta. Lục Thời Nghiễm, nếu ngài khiến ta chịu thiệt thòi, khiến ta buồn bã, thì ta sẽ khóc đấy. Hễ ta mà khóc thì sẽ không ngừng lại được đâu. Lộ Viên, cung nghênh Lan Quân. Khanh Khanh, hài lòng chứ?
cảm ơn Lan Quân. Đây là ai mà mua được lộ viên, nói chung không phú cũng quý. Lan Quân khôi ngô, nương tử cũng xinh đẹp như vậy, đúng là xứng đôi. Đúng là xứng đôi. Nói hay lắm, thưởng. Được. Cảm ơn Lan Quân, cảm ơn Lan Quân, cảm ơn trời sinh một cặp trai tài. Cảm ơn Lan Quân, huynh xem, nịnh hót. Đều hay. Thưởng tất. Cảm ơn Lan Quân. Cảm ơn Lan Quân. Thưởng đi, Dương quản gia. Được thôi, nào, ai cũng có phần. Cảm ơn Lan Quân. Cảm ơn quản gia. Lan Quân, trâm chàng tặng ta rơi rồi. Khanh khanh, bẩn thì mua cái khác là được. Các vị, tiệm trang sức tốt nhất Ngô Châu ở đâu? Ta biết, ở ngay Xuân Lệ Các không xa đằng trước, ta dẫn ngài đi. Thưởng. Cảm ơn Lan Quân. Khanh khanh, chúng ta đi mua cái mới. Cảm ơn Lan Quân. Chất lượng chỗ ông, trưởng quầy. Hai vị khách quý ghé thăm, không biết là cần gì. Nào, lấy trâm tốt nhất của tiệm các ông ra đây. Các vị đến đúng chỗ rồi. Kiểu dáng chỗ ta là kiểu dáng thịnh hành nhất Ngô Châu, bán rất đắt hàng, ai cũng có, thì tầm thường rồi. Làm sao xứng với khanh nhi nhà ta? Có của báu gì không? Có. Nào, đây à. Trâm ngọc mỡ dê này, ngài xem, không được. Chất lượng khá tốt. Kết hợp thêm đá quý, sẽ rất tinh tế. Vị tiểu nương tử này có mắt nhìn, phẩm vị không tầm thường. Đồ tốt có ai không biết? Mua nổi không? Đẹp thật. Số này. Ta lấy hết. Lấy hết. Giàu thật đấy. Đúng thế, hào phóng giàu quá. Thật đấy. Còn đứng đơ ra đó làm gì? Trưởng quầy, mấy hôm trước ông nói với ta, trong tiệm mới có một số đồ tốt, giờ ta đến đây, ông không lấy cho ta thử đã bán rồi, cho ta thử. Trong mắt ông có cao phủ bọn ta không? Đẹp không? Cao nương tử, không dám. Vừa nãy chẳng phải cô, ta nói gì? Ta nói không lấy à? Vậy thì không phải, đẹp. Đồ này, vẫn ở trên quầy, đương nhiên mua trước được trước. Trưởng quầy, tiệm của ông không muốn nữa đúng không? Cái này, ta cũng lấy. Làm phiền cô tháo ra. Các người là ai mà dám giành trâm với ta? Tiểu nương tử, cây trâm này quả thực là cao nương tử chúng trước. Cô xem, nhiều trâm như này, cô chọn trước đi. Cô ta đã bảo mua chưa? Ta muốn mua cây trâm này. Được thôi, vậy thì xem ai trả nổi đi. 10 lượng. Chuyện này, 20 lượng mà cũng xứng trâm với ta sao? 100 lượng. Ta mua đứt cây trâm này rồi. 2. Hai trăm lượng. Ta cũng trả được. Ý ta là, cho dù cô trả bao nhiêu, ta sẽ trả gấp đôi. Gấp đôi. Đúng là ghê thật. Giàu thật đấy. Cô có biết là ở thành Ngô Châu này, ai dám đối đầu với cao nương tử ta đều không có kết cục tốt không? Dù cô là cao nương tử hay là thấp nương tử, Cô không có tiền thì đừng lên tiếng. Các người. Ông cười cái gì? Cao nương tử, cô đừng giận. Cô đợi đấy cho ta. Bây giờ ta sẽ về bảo phu quân ta mang tiền đến đây đè chết các người. Cao nương tử, cây trâm trên đầu cô, ta đã mua nó rồi. Cô, cái tiệm đẻo nhà ông, ta sẽ không bao giờ đến đây nữa. Cao nương tử, tránh ra. Nhìn gì mà nhìn? Nương tử Cao gia, tránh ra hết cho ta. Vị Lan Quân này, ngài cũng nhìn thấy rồi đó, ta đã đắc tội với cao nương tử mất rồi.
Những món đồ trang sức này cộng thêm với cây trâm ngọc mở dây này, tổng là 800 lượng. Chỉ có 800 lượng thôi mà. Phu quân, trả tiền đi, ta đi xem thêm cái khác. Dương Tông, đây là tiền đặt cọc. Tám trăm lượng. Chỉ là lạ thật đấy. Vệ phu nhân là vương thị ở Lan Gia, dòng dõi thư hương, mà cũng ghen tuông sao? Vệ phu nhân là người Lan Gia ư? Tần nương tử đừng sợ, hôm nay cô nói gì, vệ huynh cũng không trách cô đâu, đúng không? Tất nhiên rồi. Ta thấy Triệu Lan Quân chắc là bị lừa rồi. Vương thị ở Lan Gia đó đâu phải là thứ cô ấy có thể tới được. Ta thấy chỉ là trùng hợp cùng họ Vương nên được giác vàng lên mặt thôi. Khanh Nhi, nàng say rồi đấy. Ta đâu có say. Vệ Lan, chàng nói đi, bao giờ thì chàng bỏ cô ta? Khanh Nhi, hay là nàng về nghỉ ngơi đi, cho tỉnh rượu. Tông Tông, có ta, đưa nương tử lùi xuống thôi, đi. Ta không lùi xuống, ta đang hỏi chàng đấy. Ra ngoài nhé, tỉnh Vệ Lan, được rồi. Ngoan, nghe lời nhé. Cô uống say rồi, ngoan, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Vệ Lan, say là hỏng việc đấy. Khiến Triệu huynh chê cười rồi. Thất kính quá, không sao. Vệ huynh thấy mạng nương thế nào? Hoa Nhường Nguyệt thẹn, hay là ta tặng cô ấy cho huynh? Còn Tần Khanh của huynh cũng rất vừa ý ta. Vệ mổ không có thói quen cướp đồ của người khác, chỉ là một tiểu thiếp thôi mà. Chúng ta đều là người làm việc lớn, đâu nhất thiết phải câu nệ tiểu tiết. Hôm nay vệ mổ đến để bàn chuyện làm ăn với Triệu huynh. Nếu Triệu huynh không có hứng thú, không làm thì thôi, đừng làm ảnh hưởng đến cảm đôi bên. Nếu như ta thật sự yêu thích nương tử thì sao? Nếu Triệu huynh đã không có ý định tác với ta, thì Xuân Giang đồ cứ để vệ mổ bảo quản thì hơn. Rượu đó hình như có vấn đề. Ta đâu đến mức uống một ly đã thế này. Đây là rượu Vân Dịch, uống vào sẽ mất tỉnh táo. Bảo sao ta không thể nhớ ra thế của vệ phu nhân. May mà ta không bị lộ. Ngài thế nào rồi? Có lấy được lòng tin của họ không? Sao ngài không nói gì? Ngài nói gì đi chứ? Sao lại lấy tranh về rồi? Ra về không vui vẻ lắm. Tại sao? Triệu Xung kia thực sự hơi quá đáng. Loại người như hắn làm ra mấy việc quá đáng không phải rất bình thường sao? Chúng ta đã làm đến nước này, không phải là để tiếp cận hắn sao? Có gì mà không thể nhịn chứ? Vậy tóm lại, cái gì nhịn được, cái gì không nhịn được, ta tự có chừng mực. Đi thôi, lên xe. Lục Thời Nhiễm, cha ta chỉ còn 2 tháng là bị xử trảm rồi. Thẩm chân ta đã không còn gì nữa rồi. Ta làm thiếp cho ngài, ta còn đến những chỗ thế này, ta còn rửa chân cho ngài. Những gì nên làm, không nên làm, ta đều làm hết rồi. Bản vẽ đó đang ở trong tay Triệu Xuân. Chỉ thiếu một chút nữa, có gì mà ngài không thể nhịn chứ? Đúng, ngài là đình úy, ngài phải phá án. Nhưng đó là cha ta, ngài có gì không thể nhịn thì để ta nhịn. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Ngài lại nghĩ cách, chắc chắn lại phải lỡ thêm vài ngày. Ta không đợi được, cha ta càng không đợi ngài được. Ngài hiểu chưa?
hiện lên trong nháy mắt. Là ai đã tô thêm nỗi sồng hàng mày? Là người sao? Vết sẹo không bao giờ lành sâu trong tim. Đôi mắt mòn mỏi trong suốt tháng năm, khiến cho bi thương lan rộng. Cẩn thận một chút. Xin lỗi, vừa nãy là do ta sốt ruột quá. Không sao, tuy lần này chúng ta thất bại, nhưng rồi sẽ có cách thôi. Lục Đình Úy, ta biết ngài một lòng muốn điều tra vụ án này, nhưng tên Triệu Xung kia rất quá đáng, thế nên ngài mới... Cô đấy, một lòng muốn cứu phụ thân. Nếu nói cho cô biết, không biết cô sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì nữa. Ta không ngốc, người ta thông minh nhất đấy. Được rồi, cô thông minh nhất. Nào, đi thôi. Đi nhé. Ta biết ngài là thế tử nên dễ nổi nóng, nhưng lần sau ngài có thể nhịn một chút không? Chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Được rồi, ta nhịn. Không có lần sau đâu. Ta bảo cô đừng làm ồn nữa. Nếu còn ồn ào, ta vứt ngài. Không làm đấy đâu. Ngài mà vứt ta đi thì ai làm khanh nhi của ngài? Ngài yên tâm, cô định làm gì? Ta Dương Tông, đến đây, đến đây. Còn ngay ra đấy làm? Mau đỡ đi. Nhìn thấu hồng trần, nhưng lại không thấu được tư rối bời. Vệ Lang, chàng về rồi. Là tranh Triệu Lang Quân tặng, đặc biệt tặng cho nàng đó. Triệu Lang Quân có lòng rồi. Trong bộ dạng này thì là tiểu thiếp mới vào cửa rồi. Tiểu thiếp mới. Sao lại là cô? Bái kiến Tần nương tử. Vệ Lang, rốt cuộc chuyện này là sao? Chàng giải thích rõ cho ta. Đây là do Triệu huynh sắp xếp, ta thực sự không từ chối được. Không từ chối được? Vậy hắn nói gì với chàng? Bảo chàng bỏ ta sao? Đúng là như vậy. Chàng, được lắm Vệ Hiện. Chẳng trách hôm nay không dẫn ta đi. Nói là bàn chuyện làm ăn, hóa ra là đã ưng mắt cô ta, muốn đưa cô ta về. Chuyện này Khanh Khanh, không phải như nàng nghĩ đâu. Chàng quên chàng từng hứa với ta gì à? Khi đó chàng nói sau khi rước ta vào nhà sẽ không nạp thêm bất kỳ tiểu thiếp nào. Chàng là kẻ phụ tình dối trá. Được, vậy ta sẽ đi. Khanh Khanh, Khanh Khanh, Khanh Khanh, đừng, đừng. Khanh Khanh, đây là chiếc bình hoa nàng thích nhất. Khi đó chúng ta khó khăn lắm mới mua được. Thì tiếc lắm. Tiếc à? Khi đó chàng cưới ta khó khăn đến cỡ nào, bây giờ cũng không trân trọng ta đấy. Hôm nay ta thực sự hết cách rồi. Hết cách? Chàng nói rõ cho ta nghe. Sao lại hết cách được? Chàng để ta chết đi cho xong. Chàng nói lời không giữ lời. Không phải, có người mới liền bỏ mặt. Chàng xem ta có đánh chết chàng không? Sao không lấy bức thu nguyệt đồ về? Bức thu nguyệt đồ nằm trong tranh của Triệu Xung. Ta không dám nài nỉ xin bức tranh này, sợ khiến hắn ta cảnh giác. Chẳng phải ta vừa giải thích với nàng à? Là Triệu huynh quá nhiệt tình. Hôm qua chính nàng đã nói trong phủ thiếu người hầu hạ. Ta chẳng thèm tin chàng đâu. Là ta thiếu người hầu hạ hay là chàng thiếu người hầu hạ? Là bảo bối của ta. Nàng đừng cướp. Chàng thả tay ra. Cẩn thận tay. Cẩn thận tay. Mạn thận đến để qua đây. Chúng ta hạ nhân không thể tiếp cận. Cho nên thái phù mạng đến giám sát ta.
Khanh khanh, nàng đừng đánh. Trong lòng ta chỉ có nàng thôi. Thật vậy mà, vệ hiện, chàng giỏi lắm. Thấy, cứu mạng, tiếp dám cứu đối mạng. Xử vấn quân của mình như vậy. Chàng lại đây, đừng đánh đừng. Vào mặt. Ta đánh chết chàng. Đừng, ngươi lo lắng khanh cái gì. Nương tử nhà ta có lang thể đánh nhà ngươi bị thương thật không chắc. Phải ta lo lắng chuyện này, mà là ngày mai phải tốn cả đống cứu tiền mạng. Rồi. Cứu mạng, vệ hiện, ta chết đi cho xong. Sau này chàng cứ mặc kệ chàng ta cũng đi. Đừng trở về khanh nữa. Khanh khanh, nàng chưa từng gặp tiểu nương tử nào ngang ngược thế này. Khanh khanh, cũng là phúc của cô ấy. Khanh khanh, vệ lang, à thì mạng nương, cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, đừng ra ngoài đi lại đây. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm, vệ lang, khanh khanh, bên này, vệ lang, khanh khanh, hôm qua nàng vất vả vỡ nhiều đồ như vậy, hôm nay, ta sẽ bù lại hết cho nàng. Ý chàng là lần sau chọc tức ta, để cho ta đập tiếp sao? Không dám, sao ta nỡ làm khanh khanh của ta tức giận chứ? Vệ lang, ăn cơm chưa? Sao cô còn chưa đi? Làm phiền ta và vệ lang ân ái. Lui xuống. Thiếp xin lui ạ. Mạng nương, cô đừng quên lời dặn của đại gia. Cô hạ mình làm lẽ thì khi nào mới được việc cô chứ? Cô cảm thấy đấu đá lung tung thì có thể được việc sao? Đi rồi, họ mệt đi quá rồi. Đi, làm thiếp chẳng dễ chút nào. Nếu cô phù mạng đó không phải người do Triệu thì tốt biết mấy. Cô còn định giữ cô ta lại trong phủ sao? Dù sao thì cô ấy cũng là một người số khổ mà. Những kẻ đó giỏi ngụy trang, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Đúng đó, loại nương tử này giả vờ tội đều dễ như trở bàn tay. Mọi người yên tâm, trước khi đạt được mục đích, ta sẽ cẩn thận. Nhưng phù mạng vào phủ, mục đích thật sự của cô ấy là gì? Chỉ để dò la hai ta là thật hay giả sao? Vậy chúng ta ra sao thì cũng đâu liên quan tới việc hợp tác của các ngài. Hay là họ có mục đích khác? Chẳng lẽ trên người vệ hiện còn có bí ẩn khác mà chúng ta không rõ? Lang quân, thế tử, may mà có tin tức Trang nương tử. Bọn ta đã tìm thấy nơi khai thác gỗ. Phu quân của ta và mọi người kiền sống có rất nhiều công nhân khai thác tin gỗ. Tức cụ thể của phu quân cô vẫn không rõ. Đình quý, ta muốn đi cứu phu quân của ta. Tình hình ở nơi khai thác gỗ cha biết thế nào? Ta cần đích thân đến đó để thăm dò xem còn có manh mối hay bằng chứng gì khác không. Nếu để phù mạng bây giờ ta không ở phủ, Triệu Xung chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thẩm chân, nếu ta rời khỏi đây hay có thể cầm chân phù mạng, không để cô ta phát hiện không? Ta làm được, nói hay không nói? Nhanh lên, ta thật sự không biết. Vệ lang, cấm động đậy. Vệ lang, đi ra. Vệ lang, vừa rồi ta rất sợ. Không sao rồi, có ta ở đây. Đừng khóc nữa. Không sao rồi. Nàng có bị thương không? Khiến tần nương tử kinh hãi rồi. Chính hắn đã nói chàng là giả. Vệ lang của chúng ta sao có thể là giả chứ? 5 năm trước, ta từ Kinh Thành đến Kinh Châu. Chàng đã phải lòng ta. Chàng ngày ngày ân cần với ta. Ta muốn mặt trăng thì chàng không dám hái sao? Ta muốn thược dược mùa đông, chàng liền xây cho ta cả một nhà kính. Vệ lang của chúng ta sao có thể là giả chứ? Các người nghe cho rõ đây, vệ lang sẽ không lừa ta đâu. Phải, nàng thích mặt trăng, ta không dám hái sao? Đừng khóc nữa. Nàng còn khóc, ta sẽ đau lòng đấy. Huynh thăm dò ta cũng được, không ngờ còn đối xử như vậy với thiếp của ta. Triệu huynh,
Ta và huynh không còn cơ sở gì để hợp tác nữa. Vệ huynh, đúng là Triệu Mỗ hành sự lỗ mãng, mạo phạm hai vị rồi. Thế này đi, chuyện làm ăn lần này ta nhường huynh thêm một phần nữa. Hai phần. Hai phần đó. Ta còn muốn mua trâm ngọc mở dây. Xuân Lệ Các cơ. Ngoài Xuân Lệ Các, còn có tơ lụa của Cẩm Tú Phường, song phấn của Hoa Nguyệt Phường, tranh chữ của Văn Mạch Hiên. Chỉ cần có tiền, thì Ngô Châu chính là một nơi tuyệt vời. Còn đau không? Có trâm ngọc mở dê rồi, ta sẽ không thấy đau nữa. Kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Vẫn là Tần nương tử hiểu rõ đại nghĩa. Không có lần sau đâu, không có lần sau. Xin lỗi, là do ta sơ suất, lại để cô mạo hiểm rồi. Đó là cha ta, ta mạo hiểm là điều đương nhiên. Còn ngài là đình úy, mặc dù đây là chức trách của ngài, nhưng vì ta, ngài mới phải mạo hiểm. Nhưng mà hôm nay ta thể hiện rất tốt đúng không? Đúng, rất tốt. Dựa vào miệng lưỡi, dám bàn luận chuyện luật pháp với đình úy của Kiềm Chân được bàn thuật, khiến hắn chần chừng dám ra tay với cô. Vừa nãy cô có sợ không? Sợ thì cũng sợ, nhưng vẫn phải cố chịu thôi. Ta chính là Tần nương tử, chàng nói có đúng không, Vệ Lan? Đúng, nàng là Tần nương tử của Vệ Lan. Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, không đau nữa rồi. Đừng chạm bừa vào, cẩn thận vết thương. Có đau không? Không đau. Ổn cả chứ? Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta mặc như thế này. Rất đẹp. Triệu Sung đã kinh doanh Ngô Châu nhiều năm, có tai mắt khắp mọi nơi. Trước đây đã có nhiều người biết cô rồi. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị họ phát hiện đấy. Ta hiểu rồi. Nhưng dù họ có kiểm tra thế nào, cũng sẽ không dễ dàng tân nương xuống xe đâu. Còn những thị vệ đó, có thể giả làm thị vệ bồi giá, tiện bề rời khỏi Ngô Châu, chỉ là thiệt thòi cho cô rồi. Chưa xuất giá mà lại để cô mặc áo cưới một lần, thì cũng có phu quân nào đến đón đâu. Không tính, thế cũng chưa chắc. Nếu ta đến điểm hẹn trước, ta sẽ đón cô. Xin lỗi, ta lỡ lời. Dù ngài có đến sau cũng không sao, ta sẽ đợi đình úy.
Được. Đúng rồi. Trước đây, ta đã làm hỏng vòng tay của mẹ cô. Ta vẫn chưa sửa xong. Giờ cô hãy tạm thời nhận miếng ngọc bội này đi. Ngài đã hứa với ta là sẽ sửa nó rồi đó. Ta đợi ngài. Thế tử, đến giờ rồi ạ. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị trước đi. Không còn sớm nữa. Làm lỡ giờ lành, khó tránh khiến người ta nghi ngờ. Lục Thời Nhiễm, ngài hãy hứa với ta, nhất định phải trở về cùng ta. Được. Ta hứa với cô, sẽ về cùng cô. Ta tin ngài. Lục Thời Nhiễm. 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 Lục Thời Nhiễm, ngài tỉnh lại đi. Lục Thời Nhiễm. Lục Thời Nhiễm, ngài tỉnh lại đi. Lục Thời Nhiễm. Lục Thời Nhiễm. Lục Thời Nhiễm. Lục Thời Nhiễm. Xin lỗi, ngọc bội vỡ rồi. Không sao. Ta chỉ cần ngài không sao là được. Đừng khóc. Ta sẽ đau lòng. Ta không khóc, ta không khóc. Ngài sẽ đau lòng. Dương Tông, Dương Tông. Lục Thời Nhiễm, ngài kiên trì lên. Không được đi. Ngài sao thế? Lục Thời Nhiễm, không được đi. Ta chưa chết. Ngài sao thế? Lục Thời Nhiễm, ngài tỉnh rồi à? Ta thà khó khăn nửa đời để bảo vệ chàng trọn vẹn một kiếp, đợi chàng trả lại cô đơn. Cho dù kiếp này không còn duyên, kiếp sau sẽ lại dây dưa. Ta thà chịu đựng ngàn năm lạnh giá, đổi lấy chàng ấm áp ba mùa đông. Cười nói phần đời còn lại, sự cố, sự cố thôi. Không gợn sóng. Sao ngài càng lúc càng nóng vậy? Đại phu nói, nếu mà sốt thì phải lau người bằng nước ấm. Dương Tông chắc đang ở đó. Khó chịu quá. Thôi kệ vậy. Lục Đình Úy, đại phu bảo ta làm vậy đấy nhé. Không phải ta cố ý muốn nhìn đâu. Ngài cũng nghe thấy rồi đó.
Hồi bé ta bị sốt, tỷ tỷ cũng làm vậy với ta. Xin lỗi. Yên tâm. Lục Thời Nghiễm, ngài tỉnh rồi à? Ta nhất định sẽ mang bản vẽ về cho cô. Bản vẽ ở chỗ ta rồi, đừng lo nữa nhé. Đừng đi. Ta sẽ không đi đâu. Ta sẽ luôn ở bên ngài. Ta thấy khóe miệng ngài có cặn thuốc, nên muốn lau giúp ngài thôi. Có phải rách vết thương không? Để ta xem. May mà không thấm máu, để ta lau cho ngài. Ngài bị thương nặng lắm, không được cử động. Ngài nhìn ta làm gì? Ta đi sắc thuốc cho ngài. Nào. Ta không có ý đồ gì đâu, chỉ xem ngài có còn sốt nữa không thôi. Vậy ban nãy mặt cô dí sát vào ta như vậy, cũng không có ý đồ gì à? Tốt quá rồi, ngài hết sốt rồi thì tốt. Ta cứ sốt suốt à? Đúng vậy, ngài đã sốt 3 ngày rồi. Vậy là cô đã luôn chăm sóc ta ư? Bây giờ không sao thì tốt. Uống thuốc đi. Thế này là thế nào?
Chỉ bị cọ xước da tí thôi. Ta đã bôi thuốc rồi. Ta đã bảo cô đợi ta rồi. Vì sao cô không nghe? Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Đầu tiên phải bảo vệ an toàn cho mình đã. Biết ngài đang gặp nguy hiểm, sao ta có thể bỏ mặc được? An nguy của ngài cũng rất quan trọng mà. Hình như ta đã hôn cô ấy rồi. Là mơ hay là thật? Ta muốn hỏi một câu. Lúc ta hôn mê, có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không? Ngoài ý muốn? Đang hỏi chuyện ngài ấy hôn ta à? Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì? Thái độ của cô ấy vẫn bình thường. Chẳng lẽ chỉ là mơ thật sao? Không có gì. Ta chỉ lo chuyện bản vẽ và Triệu Xung thôi. Hóa ra ngài ấy hỏi chuyện này. Vẫn ở đây. Không sao hết. Ngài thật sự không nhớ gì hết à? Ta nhớ gì? Không có gì. Uống thuốc đi. Chuyện xảy ra trong mơ và hiện thực đều có cảm giác rất thật. Vậy rốt cuộc vừa nãy tả có hôn cô ấy không? Vậy mà ngài ấy không hề nhắc tới chuyện đó. Thật sự không nhớ nữa. Hay là giả vờ? Chẳng may là thật. Mà ta không nói, chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng. Hay là ta hỏi thẳng cô ấy? Xin lỗi. Ta muốn nói với cô một chuyện. Có phải chúng ta vừa mới cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, Thế tử? Lục Đình Quý tay không nóng nữa, trán cũng không còn nóng vậy nữa. Thì tốt. Thế tử, nếu ngài vẫn chưa thể đầu của thuộc phải hạ. Chuyển nhà mất thôi. Bây giờ chuyển vẫn chưa muộn. Vâng, có thể thuộc hạ tí không đúng lúc lắm. Ta đi cất thuốc. Lục Đình Úy, có chuyện gì vậy? Thẩm nương tử, sau khi về kinh, ta sẽ cưới nàng. Không bị sốt mà. Ta nghiêm túc đấy. Tại sao tự dưng ngài lại nói thế? Vì ta đã hôn nàng. Ngài quên rồi cơ mà. Tóm lại, ta sẽ chịu trách nhiệm. Vậy là ngài muốn cưới ta? Chỉ vì ngài đã hôn ta? Muốn chịu trách nhiệm à? Chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh. Ta là nam tử thì phải chịu trách nhiệm. Không cần. Ta coi như bị tiểu nhị Hắc nhà ta hôn là được. Tiểu nhị Hắc à? Con chó đó, đúng. Vậy nàng sẽ vẽ tranh cho tiểu nhị Hắc. Nhà nàng à? Ta về sẽ vẽ cho nó. Không cho. Thế tử, nương tử, đừng đi, đợi ở đây đi. Thế tử, cẩn thận, ngài không sao chứ? Mau, bảo vệ Triệu Xung. Vân Lý Ký.
Đình úy giám, xem còn người sống không, rõ. Không sao chứ. Nương tử, không sao chứ, nào. Không sao, ta nói này, nàng có biết hồi nãy nguy hiểm thế nào nàng đã, ta không nghĩ nhiều như vậy. Nương tử, người không sao chứ, Thanh Khê. Nhẹ thôi. Không phải đâu, Thế tử, vết thương của ngài dính hết cả vào băng gạc rồi. Ta không làm mạnh một chút là không được đâu. Lạ quá, Thế tử ơi, ngài nói xem vết thương của ngài sao không thấy tốt lên vậy. Xem cách ngài siết, vết thương lành rồi, kiển bị ngài làm. Thế cô làm được thì cô làm đi. Tất nhiên là ta không làm được rồi, Thanh Khê. Cũng đúng, lần này Thế tử nhà ta bị thương nặng thế này, may mà có Thẩm nương đã tử cố gắng cứu giúp trong lúc nguy cấp. Thế tử, mặc áo đi ạ. Đi. Đa tạ Thẩm nương tử. Không có gì, đổi lại là người khác ta cũng sẽ làm vậy. Cũng chưa chắc đâu ạ. Ví dụ là em đi, trừ khi là người em thích. Nếu không, em sẽ hy sinh bản thân để cứu người đó. Vậy theo lời Thanh Khê nương tử nói thì người Thẩm nương tử chính là Thế tử nhà ta rồi. Ta, ý em không phải vậy đâu nhé. Ta đi lấy thêm củi. Nương tử, những việc này cứ để em tông đại ca làm là bọn được. Em đi đây, người nghỉ ngơi đi. Đúng, để bọn ta đi cho. Thật ra ta đã nói đủ rõ ràng rồi. Thứ nhất, ta không phải người bông đùa cợt nhã. Chỉ là trong lúc hôn mê, tâm trí bị ma xui quỷ khiến, nên lúc này trịnh trọng tạ lỗi với nàng. Thứ hai, nàng không cần để tâm chuyện này rồi tránh mặt ta mọi nơi. Đó chỉ là hành động vô ý thôi. Hành động vô ý? Ơ kìa, sao ngài ấy? Đúng, dù đó là hành động vô ý, nhưng ngài đừng nói nữa. Không được nhắc đến chuyện này nữa. Ngài không có lòng, ta không. Sau này ý, ngài đừng cành cánh trong lòng cũng nữa. Sẽ không ý hay để đánh ra hết. Ta đi ngủ. Thẩm nương tử, Lục Đình úy, xin tự trọng. Đi thôi. Nương tử, người cũng chưa ăn còn gì. Nào, cùng nhau ăn. Thơm lắm, ngon lắm. Đương nhiên là ngon rồi. Đây là do nương tử nhà ta tự tay nấu cho ngài đó. Chẳng trách lại ngon như vậy. Hóa ra Thẩm nương tử có tay nghề này. Ngon thì ăn nhiều một chút. Vậy hai người ăn thong thả. Em đi làm thêm vài món cho hai người.
cũng không biết tỷ tỷ của thế nào rồi. Ta nhớ ngày đại hôn, tỷ ấy từng nói, tỷ ấy là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Có ai ngờ, chỉ vài năm ngắn ngủi, tình cảm từng liều mạng gàn lấy đã tàn phai rồi. Giống như ngọn nến này, gió thổi qua, liền vụt tắt. Nàng say rồi. Lý Đệ, hắn là tên khốn kiếp. Tỷ tỷ của ta tốt với hắn như vậy, hắn lại thất tín bội nghĩa như thế, phụ lòng tỷ tỷ của ta, hại Thẩm gia ta. Ta sau này nếu ta có tìm phu quân, ta chắc chắn sẽ mở to mắt, tuyệt đối sẽ không tìm người giống như Lý Đệ. Thẩm Chân, nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không gặp phải loại người đó. Chẳng phải ngài Kiền là người như vậy sao? Ta, ngài dám làm không dám nhận. Rõ ràng ngài đã hôn ta, nhưng lại không thừa nhận, còn giả vờ không nhớ. Lúc đó ta đã nói rồi. Ngài đã nói thế nào? Ngài là vì hôn ta nên mới chịu trách nhiệm với ta. Ta cần ngài chịu trách nhiệm sao? Nếu có lấy chồng, ta nhất định sẽ lấy. Trong lòng thật sự có ta. Tấm lòng của ngài rốt cuộc là thế nào? Quá khứ hiện lên trong nháy mắt. Là ai đã tô thêm nỗi sồng hàng mày? Là người sao? Đừng uống nữa. Đôi mắt mòn mỏi. Thẩm Chân, trong chuyện tình cảm, ta vụng miệng lắm. Nàng đừng tức giận. Thực ra, thế gian này nào có cách cả đôi đường. Trong lòng ta có nàng mà. Nhìn thấu hồng trần, nhưng lại không thấu được tư rối bời. Cạn ly. Làm sao để cùng người đi đến chân trời? Yêu hận tuy chỉ có vậy, mấy ai có thể từ bỏ được? Thế gian này nào có cách cả đôi đường? Làm sao để cùng người đi đến chân trời? Yêu hận tuy chỉ có vậy. Cẩn thận đó. Làm sao ngài tìm được một nơi đẹp như này? Sao còn có người vẽ tranh vậy? Ta chuẩn bị đó. Ta nghĩ không thể bỏ khuyết đẹp thế này. Biết đâu nàng sẽ có hứng thú. Lục Đình Úy, sao hôm nay ngài cứ như trở thành một người khác vậy? Vậy sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nàng thích là được. Vòng tay của mẹ ta tinh xảo quá. Ngài tìm thợ bạc sửa à? Ta sửa đó. Sửa từ lúc đi Ngô Châu tới bây giờ đấy. Thích không? Thích. Rõ ràng chỉ là một câu nói thôi. Được thì cưới về nhà, không được thì thôi. Sao mà phải tốn công sức như vậy? Đây là cưới nương tử. Ngài tưởng là mua vật trang trí chắc yểu điệu thục nữ. Đêm ngày ước mong, cứ từ từ mà ước mong.
nhiều nến quá. Trăng dưới nước, hoa trong gương, vừa thật vừa ảo. Chuyện gì vậy? Bí mật. Ta để rơi một giọt lệ, đổi lấy lòng chàng đau vụn vỡ. Chuyện gì thế? Thích không? Thích. Vào xem đi. Kiếp này được gặp nhão không còn gì nuối tiếc. Nếu thời gian trùng phùng thấm thoát, ta không cho phép chàng cô đơn. Nhìn lại năm tháng trầm bổng bay theo gió, chỉ còn nụ cười của chàng vẫn sáng lạn. Ta thà khó khăn nửa đời, để bảo vệ chàng trọn vẹn một kiếp đời, chàng trả lại cô đơn. Cho dù kiếp này không còn duyên, kiếp sau sẽ lại dây dưa. Ta thà chịu đựng ngàn năm lạnh giá, đổi lấy chàng ấm áp ba mùa đông. Cười nói phần đời còn lại, chỉ mong tiền đồ của chàng bình an, không gợn sóng. Ngài cười gì vậy? Ta có cười, mọi người giấu ta chuyện gì thế? Đi thôi. Đi mau, chờ ta với. Ông trời ơi, đã đi đến bước này rồi mà ông vẫn không giúp ta. Mưa bóng mây chết tiệt, đây đâu phải đổ mưa, là giết người thì có, nhát nào cũng đâm vào tim người ta. Bức tranh này là gì? Đây đều là tranh mà thế tử mấy đêm liền để chuẩn bị cho cô đấy. Vốn muốn cho cô vài bất ngờ, sau đấy lại có mưa. Thẩm Chân, mau về đi, đừng để bị lạnh. Nếu là tặng ta thì ta nhận nhé. Thôi, mưa hỏng hết rồi, tranh hỏng, chứ đâu phải lòng người vẽ, đúng không? Vậy để hôm khác ta vẽ lại. Được, ta chờ ngài. Cái gì? Chàng nói trưởng công chúa.
Muốn chàng cưới từ nương tử ư? Ta chắc chắn sẽ không cưới cô ấy đâu. Trái tim ta đã có chủ từ lâu rồi. Nhưng trong mắt trưởng công chúa, có thể ta quả thực không bằng nương tử. Từ nương tử hào sảng, ung dung phóng khoáng, có phong thái của một nữ hào kiệt. Ta cũng khâm phục nữ tử như vậy. Người nàng lấy là ta, có phải mẫu thân của ta đâu. Với lại, lẽ nào nàng đã quên mọi việc chúng ta từng trải qua? Nàng phân biệt mùi hương, tìm manh mối, phá án nhờ tài vẽ tranh. Những thứ này đều là thiên phú của nàng. Con người vốn dĩ có sở đoản, sở trường riêng. Nếu việc gì cũng lấy điểm yếu của bản thân so sánh với điểm mạnh của người khác, chẳng phải còn khó hơn làm thần tiên, phải không? Nhưng mẫu thân chàng không có ấn tượng tốt với ta. Hay là chúng ta đi gặp người nhé. Chỉ cần để người gặp nàng, người sẽ biết điểm tốt của nàng. Không gặp thì sao có thể khiến người thừa thầy đổi cái nhìn? Ta xin, người nhất định sẽ thích nàng. Được, Thẩm Nhị nương tử ta cũng không phải người nhát gan. Ta chắc chắn sẽ khiến thân chàng hài lòng. Dù mọi người trên thế gian đều phản đối, ta cũng không buông tay nàng đâu. Ta thà khó khăn nửa đời để bảo vệ chàng trọn vẹn một kiếp, đời chàng trả lại cô đơn. Cho dù kiếp này không còn duyên, kiếp sau sẽ lại dây dưa. Ta thà chịu đựng ngàn năm lạnh giá, đổi lấy chàng ấm áp ba mùa đông. Người nói phần đời còn lại, chỉ mong tiền đồ của chàng bình an, không gợn sóng.